kính chào mừng quý vị đến với chương trình Thật Lợi Hại, Hai Thật Hai. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Kính thưa quý vị, mỗi dịp cuối tuần đó là một khoảng thời gian rất quan trọng để chúng ta có thể hồi phục sau những ngày làm việc căng thẳng. Và chương trình Thật Lợi Hại, Hai Thật Hai cũng mong muốn gửi đến quý vị những món ăn tinh thần thật là thú vị, sảng khoái và đầy vui tươi với những nghệ sĩ trẻ rất là tài năng và nhiệt huyết. Ngay sau đây là tiểu phẩm Ai Là Thủ Phạm với các nghệ sĩ Hoàng Phi, Võ Tấn Phát, Hữu Đằng và Lê Nhân. Xin mời! Ủa, cái gì mà phải xấu hổ mà phải che cái mặt dữ vậy? Hả? Hả? Tụi em chào anh. Các bạn thấy tạo hình này như thế nào ạ? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ xem thử là cái thử thách dành cho các bạn là như thế nào trong tiểu phẩm này nha. Xin mời Khủng Long Con. Quá dễ thương vậy trời. À, trời đi đi như lướt vậy đó. Đi như gió. À, chào Khủng Long. Ê, hợp quá ha. Ừ. Tạo hình của mình hợp với thời đồ đá nè. Ừ. Thời Khủng Long rồi đó. Nhân ơi, dạ? Em nghe thử là bạn Khủng Long nói cái thử thách là như thế nào. Thử thách là gì? Ê, đừng có cạp đầu chứ nha. Nhìn né né ra thôi. Ừ, cái gì? Cái gì? À, nghe rồi. Là gì? Bạn Khủng Long nói là trong cái thử thách này, bốn anh em mình là một người đứng là phải có người ngồi, phải có người nằm, chứ không được trùng nhau. Đứng, nằm, ngồi. Dạ. À, đó là thử thách dành cho các bạn. Bốn người nhưng mà chỉ có ba thế thôi. Người kia muốn làm gì làm. Nói chung là không có cùng cái thế của nhau là được. À. Hay quá ha, nghe vậy mà hiểu luôn á hả? Hiểu hết á. Bánh mì chuyển ngữ. Có lẽ là các bạn đã rất là nóng lòng để mà vô tiểu phẩm rồi đúng không? Dạ, bây giờ chúng ta chờ gì nữa? Tiểu phẩm được bắt đầu! Dạ. Được cùng dáng đó nha. Y đứng nằm ngồi nha. Bộ lạc mình không ai được cùng dáng với ai. Ê! Ê! Chúng ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh, ở tận núi. Ê, ê, khoan đi. Khoan đi. Gì? Mình là người, đâu phải là quỷ đâu. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ cho em có ý kiến được không? Cái gì em? Cái khúc hát giới thiệu này là cho mình đứng hết đi, mình mới hát được. Chứ nằm vậy sao mà lết theo được? Không được. Ở đây có một lời nguyền. Nếu mà ai cùng dáng với người đó thì người kia sẽ chết ngay lập tức. Rồi, tự nhiên mỏi chân quá. Em đứng trước anh rồi. Ba anh em mình nổi tiếng là xấu xí nhất cái vùng này. Dạ. Cho nên là không ai thèm lấy. Dạ. Bởi vậy ba anh em mình ế mãi cho tới bây giờ. Đó. Anh là A Ba. Em là A Tu. Em là Anna. Việt giúp anh Ba. Anh Tư. Anh Năm. Dễ hiểu. Dạ. Yeah. Cái mục đích sống đến cuối đời của ba anh em tụi mình đó chính là A Ba, A Tu, Anna quyết tâm lấy được A Tu Pha. Các chiến binh hãy tạm thời lánh ở nơi đây, ta sẽ vào trong. Ai vậy? Ba
Bác ơi, con không biết bác là ai, nhưng bác lớn tuổi hơn con, mà bác quỳ như vậy con tổn thọ lắm bác. Nghe tiếng trên mặt đất ta đoán có người lạ. Cắn nó đi. Bác là người lạ, bác tới đây, bác hãy scan đi. Đây là thủ tục thưa bác, người lạ muốn vào làng đây thì phải scan cái mã. Vô tới đâu thì phải theo chỗ đó. Quỳ. Nó biết cách cách gì scan chưa? Mình quét bằng cái gì? Quét bằng lưỡi. Bằng lưỡi hả bác? Dạ. Thôi được rồi, tới đâu phải theo dùng đó. À, cái mặt ơi ghê quá. Để xin là xét dùng cái lưỡi cái coi. Trời đất ơi, ta lặn lội từ rất xa tới đây để đi tìm một ngôi làng. Liệu đây có phải là ngôi làng của ba anh em bị ruồng rẫy tại vùng đất này không? Dạ thưa dạ. Đúng, đây chính là cái rẫy của ba anh em tụi con. Dạ là chúng con đây. Bác ơi, ngày hôm nay bác tới đây có chuyện gì chăng? Ta muốn tìm ba anh em đó. Ôi. Bởi vì ta chính là cha của A Tu Phan. Hả? Cha của A Tu Phan. Đúng vậy. Vậy đây chính là nhạc phụ. Đây chính là cha vợ. Father wife là gì? Người cặp kè với má vợ. Cha vợ. Ê, mình nói nó ngắn gọn xúc tích lại được không? Ừ, ừ. Cha vợ. Đúng, chính là ta đây. Ta chính là thủ lĩnh cha của A Tu Phan đây. Tuyệt vời. Ba, con chính là con rể của ba đây. À, ba. Ba. Con là người đã từng hẹn hò với em A Tu Phan. Con đã từng hẹn hò với A Tu Phan ở đâu? Hãy mau nói cho cha được rồi. Dạ, trộm vía là cái hôm đó. Giờ một đêm trăng thanh gió mát, thế là con và em A Tu Phan đã cùng... Hai đứa coi chuyện hài hả? Không có. Chứ tự nhiên cái đêm thanh vắng cái hai đứa đứng cười. Tụi con giặt đồ. À, không giặt đồ đi, giặt đồ đi. Vậy là ngươi đã từng giặt đồ với con gái ta tại thượng nguồn. Xin giới thiệu với bác, đây chính là những tấm vải mà con và A Tu Phan đã giặt với nhau. Nhưng ta nghe nói là trong ngôi làng này vẫn còn có người đã từng được diễn kiến dung nhan của A Tu Phan, có đúng không nào? Ai vậy? Dạ, chính là con. Là con sao? Dạ, thưa bác, con tên là A Tu. A Tu. Dạ, bác ơi, xin bác hãy gả con gái của bác cho A Tu. Con đã từng gặp A Tu Phan chưa? Dạ rồi, chúng con đã cùng nhau lên đỉnh núi để cùng... Sao mà thích vậy quá? Để cùng nhau mà đàm đạo, mà nói chuyện nhau về cuộc sống. Bác ơi! Ồ, bác gái. Hai anh! Đây là mẹ của... Hai anh giải thích cho em đi. Không phải, đây chính là em trai. Con là con trai. Dạ. Không, cái đây là con trai sao? Trai, đúng trai rồi. Bác ơi, con mới xứng đáng làm con rể của bác nè. Không, con... vậy dốc dáng này con phải làm con dâu của ta. Con và A Tu Phan đã từng xài chung một cái đầm. À, một cái đầm lầy. Một cái đầm lầy. Tụi con tắm bùn chung rồi quệt bùn lên mặt đó, hiểu không? À, là đã từng đi chăm sóc da với nhau ở một cái đầm lầy. Dạ. Như vậy là... Ủa, tới bữa trưa. Bét của con nó đang lạnh. Bộ lạc gì mà bể ra. Quý tới đưa đứng khẽ nằm. Nhưng mà hôm nay bác tới đây làm gì? Ta tới đây để xác định một thông tin. Là ba người đều đã từng gặp con gái của ta. Gái của ta nó... Buông xúc tu ra. Hey, A Tu Phan hiện giờ là người làm cho ta sùng lên nhất. Không. Vì căn bệnh lạ của nàng. Hả? Nàng bị bệnh gì vậy ba? Sình bụng. Hả? A Tu Phan hiện giờ đã mang thai. A Tu. A Tu. Là ai? Là ai gây ra chuyện đó? Lỡ làm gái có bầu. Ba ơi, con nhớ rồi, hôm đó là tụi con giặt đồ xong rồi con về chứ con không có làm gì hết trơn á. Ngươi không chạy thoát khỏi đây được đâu. Hàng trăm chiến binh của ta đang lẫn khuất khắp dãy núi này. Chỉ cần ta hê lên một tiếng, tất cả sẽ đồng loạt xa. À!
Ủa? Tôi đang ngờ ngờ để nghĩ về một bàn thắng trong từ ngũ. Không! Không phải Nhân Chiên Minh nữa. Ai? Ai làm cho A Tu Phan của ta có bầu? Không có. Không phải không? Không có. Ta sẽ hủy diệt ngôi làng này. Ai? Bà. Làm gì? Ông bà. Em translate giùm anh với. Ok. Bà. Thẳng cái gì cái gì cái này. Thật sự con không phải làm như vậy. Bà sẽ cứ nhìn cái này cả nhé. Bà đừng có nghĩ như thế chứ. Bà sẽ cứ anh cái này. Thật sự chính cò. Chính cò. Thẳng cái gì. Chính cò đã làm con gái bác có bầu. Xin lỗi anh, tại bộ phim nó hôm qua mới coi. Có phải là em ruột của tôi không vậy? Anh xin lỗi. Ơi, thì ra cái câu chuyện mà làm xùi bọt ở trên thượng nguồn là có thật. Không phải xùi bọt, đó chỉ là xà bông thôi thưa ba. Thật sự là con với em Atuva không có làm gì hết. Chỉ là giặt đồ hai đứa, xả vải xong rồi đi về thôi. Nếu không phải là người, dạ, thì đứng lên. Đứng lên đi. Chính là ngươi. Chứ làm gì có nam thổ dân nào mà hẹn nữ nhi lên trên núi rồi đàm đạo về cuộc đời. Con nói thiệt, bác không tin bác hỏi ba con đi. Ba con, ngôi mộ này là ba con à? Dạ đúng rồi, đây đúng rồi. Là nơi an nghỉ của ba tụi con đó. Ba con đó nãy giờ vô không chào hỏi, ba con linh lắm luôn á nghe. Thử chào ba con đi. Có khách tới thăm kìa ba. Chào ba con đi. Chào ông anh. Chào ông. Chào ông. Mời bác diện kiến ba của tụi con. Mời bác. Nani. Con trai tôi không có làm con gái ông có bầu. Đó, bác nghe ba con nói chưa? Tới cả cha ngươi mà ngươi còn dám đem ra bỡn cợt hả? Ngươi đã khuất rồi. Bộ ngươi tưởng ngươi giả vậy khó nhận ra lắm hả? Con không có giả. Không phải em thì chịu ai chứ. Bữa đó con thấy Anna có đi riêng với là con gái của bác. Bác. Bữa đó con với Atuva có ra đầm lầy thiệt. Tụi con không có làm gì với nhau hết. Vậy thì tại sao? Con kính trên nhường dữ lắm. Vậy thì tại sao? Tại sao vị thầy mo già trong làng của ta đã dùng những sinh lực cuối cùng để viết ra tên của ngôi làng chứa chấp hung thủ? Đây, những dòng chữ cuối cùng của vị thầy mo huyền thoại đã ghi rất rõ ràng: người làm cho con gái ta có bầu, đó chính là người của bộ tộc Voi. Bộ lạc. Về học thêm đi. Bộ lạc cờ ác là lắc hàng lạc. Đúng. Các người, bộ lạc Voi chính là tên ngày xưa của các người. Không, tên ngày nay luôn. Ngày nay vẫn là Voi hả? Vẫn là Voi. Là các người. Dạ. Nếu như bây giờ không ai chịu trách nhiệm cho cái bầu đó, nào các kiên binh tại sân Mỹ Đình chuẩn bị. Thôi bác ơi, bác bác tạm hoãn cái trận cầu đó lại để con dàn xếp cái chuyện này cho. Thật sự thì ông bà mình có câu: quyền huynh thì thế phụ. Cho nên chuyện đã xảy ra như thế này rồi thì con sẽ là người đứng ra để gả con anh à cho con ba. Thế vậy gả. Em ơi, ông bà mình cũng có câu: giàu út ăn, nghèo út chịu. Mà nhà mình giàu mà anh, sao bắt em chịu? Thì em phải giàu đi, em giàu cái cửa chết đó giùm anh ơi. Nha. Sao anh bán đứng em vậy? Em ơi, cuối cùng em cũng đành lấy vợ rồi. Cuối cùng thì tâm nguyện của ba má cũng đã được hoàn thành sự thật. Em ơi, ráng giúp giùm tụi anh đi. Thôi được rồi, em sẽ đi. Đi. Bà sẽ rất tự hào về em. Cầu cho bác trai đừng hiện ra nữa. Đó em, bà nó tự hào lắm. Hát tặng em một bài trước khi đi.
Ngày hôm ấy em có hụt hẫng. Ngày hôm ấy em đi trong mưa. Ngày hôm ấy em đi trong mưa. Thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa là hồi thăm. Lên vào trường đi khê ước trăm năm. Ngưng đi. Có khê ước rồi đó em. Có khê ước rồi. Để em đi. Nhưng mà em phát hiện ra một điều. Điều gì? Bộ lạc voi. Đúng là mình nè. Nhưng mà còn có mặt sau nữa sao chưa đọc. Bộ lạc cá voi. Trời. Đúng là vị thầy mo huyền thoại. Một thông tin quan trọng như vậy mà dám giấu ở mặt sau à. Vậy là bộ lạc cá voi là... Bình tĩnh lại đây, bình tĩnh lại đây. Cái gì á? Tại sao vậy? Bác, nãy giờ thấy bác già tụi con nể á. Dạ. Tụi bác hồ đồ, cái đó là tụi con chơi tới bến với bác luôn đó. Không phải, tại chị ta tưởng đây là bộ lạc trôi. Ta tưởng chính các ngươi thông tin quá trùng khớp mà. Như bác vậy là có không phải. Lòng đi. Nếu mà bác lầm á thì tụi con sẽ sẵn sàng dẫn bác đi tìm bộ lạc cá voi. À. Tại vì tụi con rất là yêu thương em Atufa. Atufa bị hại, Atufa bị hại mà. Con biết mà, cho nên ngày hôm nay ba anh em tụi con sẽ dẫn bác đi tìm thủ phạm đã gây ra cái bào thai này. Atufa, Atu, Anna, sẵn sàng tất cả. Nhưng giải cứu không đi nổi nữa. Atufa. Nhưng bác không đi nổi nữa. Bác ngồi lên đây. Ba anh em bộ lạc voi lên đường. Giải cứu các con. Cảm ơn các con. Có những màn miếng là các bạn tự phân ra luôn, nó không có trong kịch bản đúng không? Chương trình nó chuẩn bị kịch bản tụi em, chẳng qua tụi em không xài thôi. Thế thì thôi bây giờ mình lục lại ký ức có thể là kịch bản nó như thế nào nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút. Yeah. Chào mừng quý vị đã quay trở lại chương trình Thật Lợi Hại Hai Thật Hai. Và để thay đổi không khí của chương trình ngay bây giờ thì Thiên Vương xin giới thiệu một nam ca sĩ đồng thời là nhạc sĩ rất nổi tiếng. Xin mời Nguyễn Đình Vũ. Em vẫn sung sức như ngày nào. Dạ, xin chào anh Thiên Vương và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thật Lợi Hại. Mà hờ à là cũng thật hờ à. Em chỉ cần giới thiệu thôi, anh lại mong muốn em có một vai gì đó trong những cái tiết mục của tụi anh. Anh muốn em đóng hề đúng không? Trời mừng quá anh Kim lên chuẩn bị diễn hề đúng không? Em muốn không? Dạ, nhưng mà nếu mà em diễn hề thì cách C có ca bằng đi hát không anh? Để anh vô cho anh hỏi các bạn nghệ sĩ ở trong đó thử nha. À thôi anh đừng hỏi, hỏi mất công lộ bài của em. Thôi vì chương trình cho ở đâu đặt ở đó. Cho đâu đặt đó. Hôm nay cho em hát đi. Thế thì bây giờ hôm nay em muốn gửi cho các bạn khán giả bài hát nào đây? Dạ. Một sáng tác mới hả? Hay là cũ? Một sáng tác. Chà bây giờ hình như là em diễn hề nhiều quá em quên em viết bài gì luôn rồi anh. Thôi ơi. Có nghĩa là em viết rất là nhiều bài hát đúng không? Dạ. Em viết cũng phải trăm bài hơn. Đấy. Thì thôi em hát một bài em hỏi thử ý kiến của các bạn khán giả xem. Nếu các bạn vỗ tay bự em làm luôn. Có không em niềm tin, anh thoát xa khỏi chính mình. Đã lo anh lặng thinh, vì em mà anh câm nín. Anh ơi, đó chính là ca khúc Cứ Thế Mong Chờ. Một sáng tác của ca nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ. Đẹp trai, dễ thương, hát hay. Thiên Vương đâu cần nói gì nữa đâu không ạ? Ngay bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức ngay ca khúc này nha. Xin mời. Ôi
Mừng quý vị đã quay trở lại Thật Lợi Hại, Hai Thật Hai. Ngay bây giờ là một tiểu phẩm được mang tên Pháp Sư Gặp Ma với Lâm Vĩ Dạ, Huỳnh Lập, Tiêu Minh Phụng và Kim Đào. Xin mời. Hay da, hôm nay ai cũng mặc đồ đẹp hết. Riêng cái mặt Tiêu Minh Phụng là không có đẹp xíu nào. Trong những người đẹp có một người xấu như em thì em sẽ nổi bật nhất. Nổi bật, đúng rồi. Thôi ráng đi em, ai cũng đẹp hết trơn rồi. Bây giờ em gán em bài bẹo hình bẹo dạng đi. Để sau này trong tương lai có người sẽ gọi em là kỳ nhân dị sĩ. Wow. Em, tại vì đâu có giống ai đâu, không rõ ràng ở đây ai cũng rất là con người. Tự nhiên xuất hiện như một con ma. Vậy thì anh phải gọi em cho đúng là kỳ nhân dị hộm. Kỳ nhân dị hộm. Ngay bây giờ một người dị hộm không kém đó là khủng long con. Sẽ gửi đến cho mọi người một cái phần thử thách. Xin mời. Lửa. Trời ơi quá. Coi chừng té bây giờ. Té ai? Bây giờ. Trời ơi, hôm nay thử thách là gì? Đâu? À, đưa không xem, có đưa thử xem. Thách gì đây. Cả. Trời ơi, chanh hả? Chanh. Trời ơi, đây là một hũ chanh và trong tiểu phẩm của các bạn thì các bạn phải làm sao ăn hết hũ chanh này. Cái gì?
cái ăn hết thủ chanh. Đúng rồi. Mình tạo một cái tình huống nào đó hoặc là cho một nhân vật nào đó ăn chanh thì mình không biết. Miễn sao làm sao mà sau tiểu phẩm khẩu chanh này sẽ không còn một miếng chanh nào nữa hết. Dạ vâng ạ. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng ạ. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chúng ta hãy lên đường với Pháp Sư Gặp Ma. Xin mời. Ôi, cái trời đang tiêu đẹp quá. Trời ơi, đúng là vật kỷ niệm mà. Con ơi con, Sao mà mình lại vô cái nhà quan này vậy con? Cái gì? Hả? Này nhà con mà phải nhà quan. Ủa sao lại con lại ở trong cái nhà quan này? Không, cái nhà con từng ở, bây giờ nó quan rồi. À, tại sao nó biến thành căn nhà quan? Để con kể cho bà nghe. Cách đây tầm 5 năm, lúc đó trong căn nhà này... Quang đi, quang đi. À, cái gì nữa? Ngồi xuống đây nè. Đây, mình ngồi vậy đi cho nó thân thiện. Ừ, đó. Con kể bà nghe nè. Cách đây tầm 5 năm, trong căn nhà này là có hai mẹ con sống chung với nhau. Đó, là hai mẹ con đó chính là hai mẹ con của con. Thì lúc đó là con còn trẻ lắm, con còn đi học mà. Mà mẹ con á là một cái nghề, mà biết nghề gì không? Nghề gì? Đâm gỗ đu đủ. Là mẹ đâm gỗ đu đủ. Ừ, rồi. Đó. Thì con thấy là cái nghề đó nó không có mang đến kinh tế cho gia đình. Các con kêu mẹ con thôi mẹ con bỏ cái nghề đó đi. Tại vì làm hoài thấy nghèo hoài à, không có kinh tế. Nó rồi bạn bè con nó khinh khi con nhà nghèo đó. Đó xong rồi cái bắt đầu cái mẹ nó không có được. Tại cái nghề đâm gỗ thu đủ là cái nghề gia truyền truyền thống của gia đình. Cho nên mẹ không có bỏ được. Xong rồi mẹ con với cứ con cãi lộ một trận sinh tử lửa luôn. Rồi sau đó là bắt đầu là con bị uất hận, cái tuổi nổi loạn đó. Con giận quá con cuốn gói con bỏ nhạn đi. Bây giờ 5 năm quay trở lại nhà con hoang tàn. Con kiếm mẹ con không thấy. Chết rồi. Ủa? Thiệt. Rồi chứ một cái một người mà kinh nghiệm đầy gãy như bà bước vô đây, bà nghe được một cái mùi mà nó không có tươi, một cái mùi mà nó héo, mà nó gọi là nó hơi... Mùa này đúng không? Thúi quá chị con. Gõ đồ đủ thiêu á. Trời ơi. Đúng rồi. Đó, vì cái mùi này là mình phải biết là mẹ của con đã chết rồi. Ô, khoa học dữ vậy ta. Mẹ con chết mẹ con mới để như vậy, chứ không có thể nào để một người phụ nữ để nhà cửa dơ dáy như vậy được. Đúng không? Trời ơi, vậy là mẹ con đã bỏ con mà đi rồi sao? Trời ơi. Ôi, con chưa kịp nói gì với mẹ con nữa. Thôi, con đừng có buồn vì đã có ta ở đây. Với cái trí lực của ta, ta sẽ kết nối cho con với mẹ của con. Cho ta số đi. Số gì? Số điện thoại. Ê, con kiếm tổng đài lẹ hơn kiếm bà. Trời ơi, tự nhiên cái cho bà số điện thoại. Quên. Mà gọi điện thoại giấy hay gì? Cái số năm sinh tháng đẻ bát tự của mẹ. Trời, đây con chuẩn bị đầy đủ thông tin giấy tờ của mẹ con hết nè. Con phải im lặng để cho ta làm việc, không để một âm thanh nào được xuất hiện ở đây. Ê, khoan bà nó nghe nè. Gì vậy con? Con thấy giọng bà hơi khàn đục quá, nhiều khi khàn đục quá. Cái mình mời người này mình mời người kia, người ta không có nghe. Bây giờ mình ăn cái này cho thấm giọng cái đi rồi mình kêu. Cái này đó, nó giúp cho cổ họng mình nó thanh sạch trở lại. Cái giọng bà thẹn chứ đâu bà đó, có ăn. Đó. Ăn vô bà. Đâu bà. Bà thử giọng coi. Ôi, hay dễ sợ. Hay quá con. Trời đất ơi. Sớm mập cuốn bà rè trăng dơ. Bạn mẹ con tên gì? Karang Monte con bà nâng. Karang Monte con bà nâng. À. Dơ thôn mập cuốn bà rè trăng. Karang Monte con bà nâng. Con bà nâng xin nằm mèo.
Khoan khoan, sao có mèo mèo trong đó nữa? Mèo mèo là gì? Dây mẹ em sinh con mèo nè. Ủa con mèo bên Thái dân kêu mèo mèo hả? Con mèo nước nào mà không kêu mèo mèo? À quên. Trời ơi là trời. Bây giờ có cho làm không? À, cho cho mẹ cho. Trời ơi. Trời ơi. Hát rồi. Cảm ơn. Con bà na thử bí ta. Sao rồi? Con gặp mẹ con chưa? Ê, nó nghe nè, hồi nãy là có một cái hồn nó về đó mà cái hồn nó nói chuyện văn quá. Là mẹ con đi hàng hay sao? Đâu có đâu, con chưa đốt bách bo xuống cho má con mà. Chưa đốt bách bo sao đi? Cái này á là con nói lộn rồi, người ta gọi lộn cái bà trôi xi măng nào lên rồi. Vậy hả? Mình phải ghi cái chi tiết gì đó để dễ nhận biết mẹ mình ra. Bởi vì ta nói là cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, còn con nuôi cha mẹ không biết được chi tiết của mẹ cha mẹ già. Là muốn chi tiết của má con mẹ đúng con rồi, chi tiết ra. À, lúc còn sống là mẹ con thích trồng cây chuối. Ăn tiền cái thằng này sao khó quá. À, ha, sao mà con bà đẻ trắng. Ủa hay quá. Kêu mẹ về mà không cảm động, không ra gặp mẹ mà vỗ tay. Ủa, con tưởng đâu bà đang trình diễn nghệ thuật xiếc. Đâu, con nói là trồng cây chuối đó. Trồng cây chuối là trồng mấy cây chuối ngoài vườn á. Trời ơi. Trời ơi, con ném này ném mẹ con nè. Đúng rồi, lúc còn sống là mà con hay làm mẹ con tức giận là hay vậy đúng nè. Mẹ con làm vậy nè. Trời ơi, mẹ ơi. Con bà Nát. Con bà Nát. Tên con. Mẹ cứ mày á. Trời ơi, mẹ ơi. Mẹ bình ưng. Mẹ về phải không mẹ ơi? Trời ơi mẹ ơi. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con vậy? Bây giờ mẹ còn cái gì trăn trối? Mẹ nói đi, mẹ nói cho con biết đi. Mẹ không thể nào siêu thoát được. Sao vậy mẹ? Mẹ phải cần một số tiền làm lộ phí ở dưới, người ta mới cho mẹ siêu thoát. Vậy bây giờ con phải làm gì? Con phải gửi thật nhiều tiền. Phải gửi thật nhiều tiền cho vị pháp sư dễ thương kia. Thì người ta sẽ lo cho mẹ giấy tờ mẹ đi siêu thoát. Cần bao nhiêu lận? 10.000 bạc thôi. Trời ơi. 7.500 đúng không mẹ? 7.500 đúng không mẹ? 10.000 bạc. 7.500 đi. 9.000 thì được. Bây giờ có 7.500 rồi, không có luôn 9.000 luôn á. 8.500 cũng được. Không được, đi á. Không được, đi á nha. 8.000 đi á. Không được, 7.500 đi á, đi. Thôi 7.500 làm. Ờ. Ôi, vậy thì mẹ đi đây. Ôi chưa mẹ ơi, mẹ đừng đi. Trước khi mẹ siêu thoát, con có một tâm nguyện, con muốn nhìn thấy lại hình ảnh của mẹ con lúc mà mẹ con còn sống. Mẹ con lúc còn sống thích ăn chanh lắm. Thích ăn chanh lắm. Con đi 5 năm con không biết mẹ chết vì tụt huyết áp, không thể ăn chanh được đâu con trai. Mẹ yên tâm, mẹ bây giờ là linh hồn thôi, không còn tuột cái gì nữa cả. Có tuột là bà này tuột, mẹ hiểu không? Bây giờ mẹ ăn đi. Mẹ ăn đi để cho con được toại nguyện mà mẹ. Không, hai mẹ con mình cùng ăn với nhau. Mẹ ăn trước như đi. Như ngày xưa đó con à. Mẹ một miếng. Trời, con một miếng à. Mẹ, lúc mẹ còn sống á, mẹ ăn một bụm lận. Mình chia nhau ra mỗi đứa một bụm ăn cho nhanh. Mẹ ăn bụm của mẹ trước đi. Rồi mẹ hả ổng ra nè. Ủa,
Trời ơi, rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Ăn rồi, ăn đàng hoàng chứ. Ủa, sao mẹ không dữ quá vậy? Thì mẹ vậy mà. À, ăn vô. Ê, ăn này nó mà hồi có đi ăn bún cá được không? Được chứ, ăn bún cá đi. Nhưng hồi nó lét phụ tử chết. Trời ơi, tự nhiên gọi hồn mẹ về xong rồi đi theo mẹ luôn kỳ. Không, bà đi rồi, nãy giờ tao. Cái gì? Là nãy giờ mẹ đi rồi hả? Ôi, trang chua quá, bà đi mất tiêu rồi. Trời đất ơi, trời ơi, mẹ tôi. Ủa, nhà có bán không kìa, người ta vô người ta coi mua kìa. Đâu, nhà này con đâu có rau bán đâu nè. Hả? Mẹ. Mẹ kìa. Ôi mẹ. Trời ơi, bà về kìa. Trời ơi, về trời ơi, bà Pháp Sư ơi, mẹ con quay trở về nguyên hình luôn nè. Thấy không? Trời ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, lúc còn sống mẹ ăn chanh dữ lắm nè mẹ. Con mời mẹ ăn chanh. Con không có gì để có thể báo hiếu cho mẹ con, có thể lấy cái món mà mẹ thích để mẹ ăn rồi. Mẹ ơi, mẹ. Thời gian mẹ về đây không được bao nhiêu lâu hết. Mẹ chỉ kịp về nhìn mặt con. Rồi mẹ phải đi đây. Thôi mà mẹ. Mẹ đừng đi. Thôi, đã hết giờ thăm nuôi, hãy mau theo ta trở lại để chịu tội. Khoan, khoan, dạ. Khoan đi. Ông là ai mà ông lại bắt hồn mẹ của con vậy? Ta là Quỷ Dương. Chắc là ông đói lắm. Con mời ông ăn. Dạ. Hy vọng rằng hả, ông có thể nếm trải được cái món ở trần gian này. Nhiều khi ông ăn vô rồi đó, ông sẽ cảm giác ông thương người trần hơn nha ông nha. Trời ơi, dạ con mời ông ăn. Trời ơi, ông ăn ngon miệng quá trời luôn. Dạ mời ông, mời ông, mời ông ăn đó. Dạ không phải là người trần có khác, nhiều đầy xá gì với ổng. Đúng rồi, hãy để ổng ăn hết đi con. Dạ đúng rồi, con mời ông ăn. Trời ơi, mẹ thấy không, ánh mắt của ông nó long lên kìa, chắc là ông hạnh phúc vì thấy nó ngon đó. Con à, hình như ông nổi giận rồi. Trời ơi, con lại không? Trời ơi, con lại không? Con lại không? Người phàm các người dám đùa giỡn với thần linh. Không phải đâu, con chỉ muốn ông ăn một cái món mà lúc còn sống mẹ con thích ăn thôi. Mẹ người trước khi xuống dưới để đầu thai, bà có dặn ta rằng khi gặp lại con trai của bà ta phải cho con trai của bà ta nếm lấy những chua chát của cuộc đời để con của bà ta được trưởng thành hơn và không còn phải chịu những đau khổ nữa. Nhìn con như vậy mẹ xót xa lắm. Nhưng mà nếu con không thực hiện theo lời ổng thì ổng sẽ lấy mạng của con. Ráng lên, hết hủ rồi. Khi mẹ người ở dưới địa phủ có nói ta một điều, bà ta không muốn con của bà ta bỏ thức ăn dơ dãi, cho nên bà ta sẽ ăn hết những gì của con bà ta bỏ đi. Của con ta thì ta phải ăn thôi. Nhưng với một vong hồn như vậy, ta không thể nào ăn được. Ta sẽ mượn xác của Pháp Sư. Ta sẽ mượn xác của Pháp Sư. Để ăn hết nhặt xác. Nhặt xác. Tôi không phải là Pháp Sư. Tôi không phải. Ta không phải mẹ ngươi. Ủa sao vậy bà? Ta không phải mẹ ngươi. Vì bà là ai? Ta không phải là Pháp Sư. Ta là một gia sư dạy tiếng Pháp thôi. Ta không phải là Pháp Sư. Bonjour. 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 Merci beaucoup. Bonjour. Oh, je suis. Ủa bà Pháp Sư. Bà Pháp Sư ơi. Vậy là cuối cùng bà ấy là Pháp Sư giả ư? Đúng vậy. Bà ta là một kẻ chuyên lường gạt. Nhưng mà không ngờ những cái gì mà bà làm giả mà có thể gọi hồn mẹ thật về
Trời ơi, ông ơi, ông có thể giúp cho mẹ con ở lại dương gian với con được không ông? Thôi được rồi, nếu như nhà ngươi muốn gặp lại mẹ của ngươi thì ngươi phải hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng của bà ta lúc sinh thời. Ngươi có đồng ý hay không? Dạ được, con biết tâm nguyện của mẹ con là gì. Mẹ ơi, con biết tâm nguyện của mẹ mà. Đây, con đã thực hiện rồi. Nè, mẹ coi đi, đây là hình của diễn viên Hứa Minh Đạt. Lúc mẹ còn sống, mẹ mê anh diễn viên này lắm. Bây giờ con đã chụp hình được ảnh rồi, mẹ hãy nhìn đi. Trời ơi, sau khi nhìn tấm ảnh này, mẹ cảm thấy mẹ không còn thiết sống trên đời này nữa. Ủa sao vậy mẹ? Ông hãy đưa tôi đi liền đi. Thôi mà mẹ, sao vậy? Lúc còn sống mẹ mê cái anh diễn viên này lắm mà. Không không, chắc con nhầm rồi, đâu có mê. Không có, lúc còn sống mẹ mê Quỳnh Lạp. Ủa, vậy là đây không phải là tâm nguyện của mẹ ư? Đây không phải là tâm nguyện của mẹ đâu con ơi. Vậy tâm nguyện của mẹ là gì? Tâm nguyện của mẹ nhà ngươi đó là... Bọn xàm rãi mà nắng tốt lại tổng cha lì Hà cha là bọn trai phèm trai là phụ Hà chỉ là đất bội trai phiền nái xâm dừng mạn Hàn chôn lại bán cha lù cha lì phát 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 phát. Đó là tâm nguyện của mẹ nhà ngươi. Không hiểu gì luôn á. Được rồi, mẹ sẽ dịch ra cho con hiểu. Đó là tâm nguyện của mẹ ngươi. Đó là muốn ngươi theo nghề gia truyền của bà ta. Đó là tiếp tục phát triển cái nghề làm gỏi đu đủ. Vậy là bây giờ con phải bỏ cả một cái tiệm hoàng kim ở Kinh Thành để về đây làm gỏi đu đủ với mẹ. Một cái tiệm hoàng kim ở Kinh Thành? Dạ. Sao mẹ không biết gì hết vậy? Thì bây giờ con mới về đây để thông báo cho mẹ biết đây. Vậy thì cái nghề gia truyền của gia đình ta còn gì phải giữ nó, dẹp hết đây. Ê, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, Dẹp, không phải đâu. Ý của con là mình vẫn tiếp tục với cái nghề gia truyền này. Không, con mẹ cũng chán rồi. Thực ra là tại vì mẹ phải nghe lời ông ngoại để mẹ tiếp nối cái nghề này. Chứ mẹ cũng chán lắm rồi con à. Ủa? Bà đừng. Tại vì nó cực khổ quá. Nó phải buông gánh bán bưng. Bà đừng. Cắn vàng xuống. Bà đừng. Cái gì vậy? Hồi nãy bà dặn con á là giả làm ma đi. Rồi bà lên đây bà hù con bà để cho con bà hả làm cái nghề gia truyền của bà. Ê khoan, khoan. Cái gì giả làm ma? Ta là quỷ dương. Quỷ gì mà da thịt nóng hổi vậy? Ý mẹ ơi, da thịt của mẹ cũng rất là nóng nè. Mẹ đâu phải là linh hồn gì đâu. Đúng như vậy, để mẹ thú thật cho con biết là mẹ chưa hề chết. Ủa? Mẹ vẫn còn sống. Trời ơi, vậy là mẹ vẫn còn sống hả? Trời ơi mẹ ơi, con mừng quá mẹ ơi. Nhưng mà tại sao mẹ lại phải làm như vậy? Tại vì mẹ cứ tưởng con là lên Kinh Thành bao nhiêu năm nay là khơi biệt vô âm tính. Mẹ tưởng con trên đó là vô công rồi nghề, hư hỏng, không có công ăn việc làm. Cho nên là mẹ làm như vậy để con quay trở về nối tiếp cái nghề gia truyền. Thật ra là 5 năm trước đây con quá là ức chế cái gia đình mình nghèo đi. Nên con nguyện rằng là con phải đi xa, con phải kiếm tiền thật nhiều để về đây có thể phụ giúp gia đình. Và bây giờ con thấy kinh tế con đã ổn định rồi, nên con quyết định về đây giúp cho cái nghề gia truyền của mình được phát triển. Con sẽ mở cho mẹ một cái tiệm thiệt là lớn ở Kinh Thành để mẹ có thể giới thiệu cái nghề gia truyền của chúng ta cho thật nhiều người biết, được không mẹ? Wow, là bây giờ mẹ được lên trên Kinh Thành bán gỏi đu đủ ba khía hả con? Đúng rồi. Rồi còn cái tiệm kim hoàng của con thì sao? Nó vẫn ở đó, con vẫn kinh doanh cả hai nghề luôn. Mình sẽ kết hợp giữa kim hoàng và đu đủ. Dạ. Cứ ai mua một dĩa gỏi đu đủ thì sẽ được tặng một chỉ vàng. Tặng một chỉ vàng. Thôi phá sản nha mẹ, phá sản nha. Nếu như vậy thì cứ ai mua một chỉ vàng sẽ được tặng một dĩa gỏi đu đủ. Đúng rồi, thiệt là ưu đãi. Trời ơi, mẹ tôi. Anh ngồi ở dưới xem thôi.
mà tự nhiên anh cảm giác anh bị ê ra. Phải công nhận là Quỳnh Lập với Tiêu Minh Phụng rất là giỏi ăn chanh nha. Tụi em giống như là hai cái máy ép chanh di động vậy đó. Đào coi như là cũng ăn được cũng một cơ số đúng không? Mà thiệt á, tự nhiên cái dồn một đống khúc cuối làm chi phải để dành lại cho ảnh. Ờ, đúng rồi. Nãy chị tính tới và ngày hôm nay mẹ cũng xin giới thiệu Dượng cho con là chị dắt ảnh lên đó. Mà lúc đó hết chanh rồi. À, vậy là may, cũng là may cho anh đúng không? Các bạn khán giả ở dưới là mình có bị ê răng không? Có đúng không? Quả thiệt là cái việc vừa diễn mà vừa ăn chanh cũng sẽ làm cho mình bị khó khăn trong việc đúng mình rồi, nói. Đúng rồi, bị phân tâm á anh. Mình không biết rằng là cái chuyện tiếp theo mình phải thoại là cái gì. Khó thoại. Với lại mình lo mình kiếm cách mình hại nhau không à. Cái mình quên đi cái đường dây kịch bản. Những cái mảng miếng anh thấy rất là hợp lý nha. Hợp lý à, dạ. Các bạn đã tạo ra được những cái tình huống để mà mình có thể mình ăn những miếng chanh mà nó rất là hợp lý. Và chúng ta đã hoàn thành một tiểu phẩm rất là vui nhộn, rất là hay như thế này. Xin cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều. Quý vị thân mến, bây giờ là giây phút dành cho các bạn khán giả ngay tại trường quay. Đó chính là bốc thăm trúng thưởng. Các bạn đã được phát những con số mình cầm trên tay rồi. Mỗi bạn nghệ sĩ sẽ hái một chiếc lọc dành cho khán giả nào. Vâng, em xin phép được hái trước một chiếc lọc. Mỗi người được một cái đúng không anh? Mỗi người một cái. Trên đường đi hái lọc ở đầu sân. Em sẽ hái chiếc lọc ở trên cao. Wow. Hey, cha. Bây giờ chúng ta sẽ từ từ mở xem là chúng ta sẽ có những con số nào nha. Dạ, con số đầu tiên là con số 13. Mời em trai số 13. Một con số rất may mắn trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ. Xin chúc mừng em. Tiếp theo, Kim Đào. Và con số may mắn tiếp theo đó là một con số rất lẻ, con số 27. 27. Xin mời anh nha, 27. Trời ơi, nếu như đã có Bạch Công Tử thì làm sao thiếu Hát Công Tử được. Nhìn Bạch Công Tử, nhìn Hát Công Tử là muốn cà nhín, cà nhín, cà nhín. 29. Rồi. 29 là một sự hòa hợp giữa hai màu đen trắng. Và tiếp theo con số cuối cùng nằm trên tay Lâm Vĩ Dạ. Đó là con số 5. Số 5. Con số 5. Wow, đã một gái. Và bây giờ Lâm Vĩ Dạ sẽ trao những phần quà dành cho các bạn. Rồi, đây là phần quà dành cho các bạn. Các bạn có thể tự mở ra và xem đó phần quà là gì nha. Wow. Yeah. Wow. Trời đã quá vậy. Tôi cũng muốn có một cái ly giống như vậy. Em cũng muốn. Thấy con khủng long này quen không? Ly khủng long. Một lần nữa xin chúc mừng các bạn. Kính thưa quý vị, thời lượng phát sóng cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn quý vị vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7 để cùng nhau đón xem Thất Lợi Hại 2 Thất Hài, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đông Tây Production thực hiện. Quý vị nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.